Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và nhà yêu nước qua nhiều thế hệ, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975. Trong đó chỉ có 793 ngôi mộ lưu rõ danh tính, quê quán, phần còn lại là những ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, vừa qua hàng vạn phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo đã lung linh ánh nến tri ân từ các đoàn viên thanh niên, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây, các đại biểu dành phút mặc niệm và dâng nén hương với lòng thành kính hướng về anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sau nghi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã đến từng phần mộ dâng hương các liệt sĩ đang an nghỉ tại đây. Nghĩa trang Hàng Dương đã được xếp hạng di tích lịch sử đặc biệt các quốc gia. Bất cứ ai khi đến Côn Đảo đều dành thời gian tới Nghĩa trang Hàng Dương để thắp hương, dâng hoa tưởng niệm những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.